Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực Thành Đạt. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục sản xuất cái gia vị vịt quay gia truyền nhà mình nhá. Thì rất nhiều bạn là đang quan tâm đến cái sản phẩm gia vị vịt quay này. Thì nhiều bạn hỏi là gia vị vịt quay nhà mình thì có dùng có ok không, đúng không? Đấy. Thì đây các bạn cứ xem cái lượng hàng sản xuất nhà mình thì và cái quy mô nhà mình thì các bạn biết đúng không? Đấy. Đợt vừa rồi thì trong cái bao bì nhãn mác này thì mình cũng đang thiếu sót một số cái như là hạn sử dụng ấy, thì do cái máy nhập về. Mới lại thứ nhất là mình vừa mới vào thị trường này khoảng độ nửa năm nay thôi, thì nó vẫn chưa được ổn định cho lắm. Thì đợt tới thì mình sẽ trong cái sản phẩm của Thành Đạt ấy thì sẽ được công bố sản phẩm này có mã an toàn thực phẩm này, hạn sử dụng cho tất cả các bạn dùng nhá. Đấy, sản phẩm nào mà không ok thì các bạn quay đầu này, đổi trả hoàn lại tiền cho mình nhá. Đấy, trong làm ăn thì không tránh được các bạn ạ. Còn đây hiện nay thì từ đầu năm đến giờ thì 5 tháng rồi mình đã bán khoảng 10.000 gói rồi. Thì nhà mình trong năm tới thì ủng hộ Thành Đạt nhiều hơn nữa. Đấy. Năm nay thì mình đang cố gắng ra thêm khoảng 5 cái mã sản phẩm nữa, đó là gia vị vịt quay Tì Bà này, gia vị chân giò quay lá mốc mật và gia vị Quảng Đông, ba chỉ Quảng Đông. À cô ơi, xong chưa? Chọn lại bằng tay đi, xong rồi bớt một người ra rồi chuyển lên kia dàn cho cháu mấy người đóng cửa. Đóng cửa rồi làm sao bà đi ra được, mà bà cố len ra. Rất nhiều thiệu đến tay khách hàng. Thì cái video đợt rồi mình ra cái chân giò đấy, thì đợt tới mình cũng lại ra tiếp cái nhiều cái video hơn nữa, các món liên quan đến gia vị của Thành Đạt thì mình sẽ tất cả mình sẽ lên video hết các bạn ạ. Để những bạn mà không có cơ hội đến học được ấy, thì các bạn nhà mình chỉ cần mua gia vị về và làm theo hướng dẫn thôi. Đấy, đây là khâu cuối cùng để đưa cái sản phẩm ra thị trường nha các bạn nhé. Vâng, rất mong các bạn ủng hộ Thành Đạt nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và ủng hộ kênh của mình trong cái 1-2 năm vừa qua nhé. Chúc các bạn buôn may bán đắt.